Nay là mình phải ghép ghép cặp để mà tìm đối tượng để cho vẹt màu đỏ nhà mình sinh sản nha các bạn. Đây, mình đã chọn được đối tượng của nó này. Các bạn con vẹt màu đỏ của mình nó xù lông không? Ở cái con vẹt này nó có một cái tuyến hương. Có cái tuyến hương đằng sau rồi đấy, còn thấy không? Đấy, là cái tuyến hương nó bốc ra để hấp dẫn để con cái con vẹt mái này. Đây là con vẹt mái màu đen nha các bạn. Mình sẽ quay ra bạn xem đấy, thấy không? Từ nãy đến mang về ghép cặp phát là nó xù lông như thế này đây. Mình cũng bất ngờ đấy. Có bao giờ chưa thấy bao giờ mà mình thấy là nó xù lông như này đây. Bây giờ nó xù lông nó ấy rồi nhé. Xù lông quay đấy. Đây mình quay phía sau bạn xem. Ừ, xù lông gớm không? Ừ, bây giờ là có con cái rồi là có con mái tới là phát là bắt đầu là nó đe dọa của mình xù lông của mình luôn. Khiếp không? Nhìn cái mặt nó các bạn em. Xù lông nhá. Đây này, từ lúc có cái em từ lúc mà có cái em mái này tới đây các bạn em. Xù lông. Mình sẽ cũng ra xa đấy. Gớm lắm, đòi cắn cả mình nữa. Để ghép cặp được thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn vì sao mà mình đã tìm được một cái cặp chống mái như này. Thực ra đây là một cái duyên. Làm sao mà ấy được, làm sao mà cả ngàn con mà mình lại chọn mình lấy được vợ. Thì hôm nay tí là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để ghép cặp chống mái sinh sản vẹt như thế nào. Xù lông kìa, thấy không? Chứ khi nào mình thấy nó xù lông đấy thì mình mà đụng chạm một vô cái con này nữa là nó đe dọa mình nữa. Con này quái nha.